Ninh đang là tỉnh có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất. Điều này khiến cuộc sống và sinh hoạt của bà con trong địa phương gặp rất nhiều bất lợi. Điển hình là việc không ít người phải đi cách ly tập trung vì vô tình tiếp xúc với F0. Và mới đây, một câu chuyện xảy ra khi anh cùng cô dâu tổ chức đám cưới tại quê nhà. Sau hôn lễ 2 ngày, Bắc Ninh bắt đầu phát hiện ra một số ca nhiễm COVID-19 mới. Chính quyền địa phương cho tạm dừng các hoạt động đám cưới hay tiệc tùng. Tưởng mình may mắn, thế nhưng vào ngày 5 tháng 5, chú rể nhận được thông báo phải đi cách ly tập trung. Nguyên nhân xuất phát từ việc trong đám cưới của anh có một đối tượng thuộc diện F0. Đám cưới chưa đầy 5 ngày, cặp vợ chồng trẻ phải đành chịu cảnh mỗi người một nơi. Thế nhưng trong lòng chú rể trẻ chỉ lo lắng cho sức khỏe của vợ và mẹ. Bởi đây là người anh thường xuyên tiếp xúc mỗi ngày. Anh thổ lộ từ lúc yêu nhau đến cưới, hai vợ chồng chưa từng rời xa nhau hơn một tuần. Hiện tại, anh đã hoàn thành xong thời gian cách ly 21 ngày. Ngay tại thời điểm hiện tại, anh đã hoàn thành xong thời gian cách ly 21 ngày tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và có kết quả 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.